Xin chào mọi người, mình là điện máy cho mọi nhà đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái chiếc máy trợ giảm S4 làm mưa làm gió từ độ ấy tới giờ. Chiếc máy S4 330 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho mọi người xem thử bên trong nó gồm những cái thành phần như thế nào nha. Máy trợ giảm thì gồm có một cái máy chính trợ giảm màu trắng như thế này, và nó gồm có dây sạc nha. Hoặc là cái không gian có từ 100 đến 150 mét vuông nha mọi người. Trọng lượng nó có 132 gram thôi. Nó rất là nhỏ gọn, nhỏ bằng bàn tay của mình, có thể di chuyển được khắp nơi nè mọi người. Có thể bỏ gọn được cái áo sơ mi luôn á mọi người. Và âm thanh trông rất là êm và trung thực. Còn mình rõ tiếng thì lát nữa mình cũng có cái video test cái âm thanh của nó cho mọi người có thể hình dung được hơn. Đây là một thương hiệu Korea nha mọi người, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và đặc biệt nó cũng có cái tính năng thông minh, đó là tự cắt sau 15 phút nghỉ nữa nè. Nó có hỗ trợ mình ghi âm nè, cổng USB nè, thẻ nhớ, cổng vào audio nè, để trí MP3 nè, với âm nhạc rất là trong suốt. Hoặc là giáo viên, những người hướng dẫn viên du lịch này có thể giáo viên, những cái âm thanh to hơn rõ hơn, nó mới hữu hiệu, cho nó nhỏ nó không nghe đâu. Đùa chút thôi. Nhỏ gọn như mọi người, mình có thể đi như thế này, mình sắp bên đầy rồi đó, mình có thể treo vào. Cái đó là âm thanh loa thôi, chứ thật ra mình nói bằng cái này dễ dàng. Đeo chéo được nè, bỏ túi được nè. Đó, mình nói bằng cái này di động. Mình đeo vô mình nói nó sẽ to hơn. Mình sẽ nối cái kết nối này, đây là máy S4 330 nha mọi người, màu da nó nha, nó màu kem. Bây giờ mình đang cử động lên đó mọi người. Wired microphone amplifying mode. Đó mọi người nghe tiếng của mình không à? Mình đang test thử cái loa nè. Nguyên cái bộ dụng cụ như thế này. Cái này là cái micro mình để điện máy cho mọi nhà. Nói nghe cái chỗ cái mic nghe cái chỗ cái cục màu vàng vàng.